Ơi, xin chào anh em, mình quay trở lại trên kênh YouTube Bố Già Đi Biển nha. Em là Bình, hôm nay em sẽ quay với anh chị mình xem mấy cái siêu phẩm mà cả 5-10 bữa rồi mình không có kiểu như là tham quan lại anh chị. Đây thì này là chiếc 23 mét, vốn đầu tư tư nhân 10 mấy tỷ của anh Châu ở Phú Lạc, Phú Yên mình. Này làm lưới quay nha, quay đêm. Năm nay thì tiến hành chất keo ở cái đoạn này. Thì ở clip trước thì mình có quay mấy anh chị mình xem rồi. Thì chất keo cái phần này là anh trét đâu tới ngay chỗ cái đoạn kia, sâu trẻ dai, lấn khoảng tầm nửa quãng hầm. Đầu tư cái đợt trích này là hết nghe nói hơn 100 triệu á. Hôm bữa cũng ngồi chơi là mình thích cái lớp bên ngoài á, mình làm bọc đá kiểu như là mình cho nó bọc đá dày kịn lên luôn, dày kịn lên để nó láng luôn tất cả các cái đường lá be, kiểu như hồi xưa mình vô những cái lá be mà nó hơi bị gân á, thì bây giờ cho bọc đá nó làm láng lên hết luôn, chứ không phải mà trét bọc đá mà ôm theo be rồi nó nặng thì nó không có đẹp. Cho bọc đá dày vô, chỗ nào mà nó thiếu lưng là cho bọc đá lên hết cho nó tròn kịp luôn. Này là anh Châu ảnh mua keo với là bột gì cho anh em thợ, anh em thợ trong Cà Ná họ làm. Vốn tư nhân đầu tư chiếc tàu này, quả gỗ nhà dao động 23 mét, đầu tư cả 10 mấy tỷ ha. Có chị phụ nữ đây. Chị phụ nữ này cũng là cái đội hình của anh em thợ chắc keo trét bột luôn. Này mấy ảnh bôi bột lên, bắt đầu chè nguội lại rồi những cái phần nào mà nó thiếu, cảm giác nó chưa có thẩm mỹ theo cái ý mình là mình cứ cho thêm bột lên. Khoái nhất ở những cái đội thợ mấy anh em làm thích nhất là cái phần dìa mí. Phần dìa mí nó nhốt mí được á. Nó nhốt mí được là nó mới chặn, nó không có cho nước rồi nó vô trong mấy cái đoạn này. Nhưng mà trước khi mà mình chất keo á, nói chung là mấy cái phần đường hồ rồi mình phải hồ sảm kỹ lưỡng hết là mình mới trét. Nhốt mí để quá. Mấy anh chè hơi âm dán vô tí xíu để cho mình nhốt mí, nó nuôi keo với nuôi bột nhiều á cho nó giữ cái mí. Còn mình không có âm xuống nó nồng nó lòi mí lên á thì nó dở bị luồn, nó dở bị chung. Phần lan can cabin cũng tháo ra để cho đội tiếp này họ vô thêm keo cho nó kín phần cabin, bởi vì cabin hồi lúc mình đóng mới mình cũng có tiếp rồi nhưng mà nó cũng giật á, nó giật cây giật dán, nó giật cái nhiều khi lớp lắp tiếp mình nó cũng mỏng, nó giật cái lắp tiếp nó cũng bở, nó luồn nữa. Thời điểm mấy anh em nào kỹ thì đóng ghe mấy anh trích kỹ luôn một lần, còn mấy anh em nào công chuyện nhiều quá thì họ lo những cái phần chính trước, còn những cái phần mà trích này nọ thì nói chung là cũng gọi là 60-70% cái sự kỹ lưỡng ấy. Nên là bây giờ phải tu bổ thêm. Vô tiền tiếp lần nữa, siêu phẩm 10 mấy tỷ rồi, năm nay vô tiền thêm nữa. Làm biển kể một cái câu chuyện mà đầu tư thêm hàng năm. Bên này chiếc thu mua bữa nay là bóng chanh rồi nè, chiếc thu mua bữa nay bóng chanh thu mua từ Bình Định chuyển nhượng về cho anh chủ người Phú Yên, tài công trẻ đầu tư cho chiếc thu mua này trị giá cả 1.5-1.6 tỷ đi theo mua những cái đoàn lưới quay của anh em dùng Bình Định ha. Bữa nay có số niềm rô luôn, ai khắc cái chữ số niềm rô đẹp đấy, 95769 số 6 với số 9 nó đối nhau nhìn đẹp. Trích keo, ảnh trích keo hôm bữa mình cũng tâm sự với anh em là ảnh chè ra hết để cho anh trích keo, nhưng mà
không phải là anh trét keo hoàn toàn, anh trét tới cái đoạn này thôi. Giờ anh chè ra để anh đổi màu sơn luôn. Ngày xưa mấy anh em ngồi Bình Định hồi sơn màu xanh đậm, bữa nay về đây mấy anh em đổi lại xanh 714 lại. Nó nhạt, nhìn nó thanh, nó nhẹ chứ ghê. Xưa mấy anh sơn 715 hay gì đó, nhìn nó đậm đè chứ ghê ha. Giờ sơn lại cái màu này cho nó thanh chứ ghê. Ồ, anh này anh trét tới cái đoạn này mà trét kỹ, trét nhiều lớp. Còn cái đoạn mơ lường nó cơ bản ngày xưa họ đã trét rồi, còn cái phần thân này thôi. Tại công trẻ đầu tư cho chiếc thu mua dữ dằn. Ở thời điểm này đầu tư 1,5 tỷ thì xấu. Bây giờ năm nay cũng ra mấy chiếc thu mua mới, hai ba chiếc nâng cấp lên, từ ghe nhỏ nâng cấp lên lên ghe lớn. Nói chung là cái giá nó phải dao động hàng 1,5 tỷ đi lên hết, không ở dưới. Nó mới kiểu như nó hợp thời trang thời điểm. Ghe bây giờ ghe dao động 17 mét thì anh em mình biết thì cái giá mình mua lại nó cũng cao rồi. Vì mình đầu tư thêm chút đỉnh nữa thì nó phải rơi vô cái giá hàng 1,5 tỷ, 1,6 tỷ hết. Bên này ở sau lái của ghe anh Châu thì cũng vô trích keo quảng quảng đây. Cục U, năm nay dứt luôn cái lông cốt với cục U. Với hai cái bo cạnh vậy. Năm ngoái bo ở cái đoạn mâm lái này, năm ngoái năm kia thì bo ở cái đoạn mâm lái. Năm nay thấy máy nó lắc tít tít đẹp quá, sẵn tay thợ làm luôn. Làm luôn cái phần xỏ lái luôn. Mấy cái đoạn đó là mấy cái đoạn nó hay nhốt nước. Nó hay nhốt nước. Nó hay nuôi nước với những cái phần mà giáp mí á. Thì mình cũng có nhiều cái sự lo lắng cho nên thôi trước keo cho nó bảo đảm. Còn cái thân vỏ thì đa phần cái thân bỏ anh em mình đóng cái sao hết, cho nên nói về cái sự hư hỏng thì hầu như là tối thiểu lắm. Nói không có thì không hẳn là không có, nhưng mà cái con số nó tối thiểu lắm, cho nên với lại anh em cũng làm kiểu như cũng quen với cái thân vỏ không trét keo rồi. Bây giờ thì lo lắng nhiều thì mình trét cái phần dây mũi với cái sọ lái rồi mâm lái mấy phần giáp mí rồi, vậy là cũng gọi là ngon rồi. Ở đây nữa mấy cái đoạn này là anh triết cái đoạn này là có ý đồ kiểu như là mấy cái lá be mình dìa lá be mình hầu lại lá be mình dìa, cho nên là mấy cái đoạn này cứ be dìa tới đây là lá nó chạy nhỏ lại á, nên triết keo luôn. Còn mấy cái mặt lớn ở giữa thân thì thôi. Ồ, nguyên cái cục gu triết keo cỡ dày là tốn kém lắm á. Nguyên cái cục gu từ trong kia đi ra bờ thớ quá, trét phủ luôn cả lông cốt luôn, ác chiến thiệt. Bây giờ năm nay anh Châu đầu tư vô một mớ tiền về cái phần keo dữ dằn. Trên này có chiếc thu mua đổi màu phong thủy nè, xanh lá cây hai con viền đỏ. Chiếc này chắc đầu tiên ở Phú Yên chơi cái màu này. Nói chung làm thu mua mình cũng thích sơn mấy màu lạ rồi vậy đó. Có sự cá biệt bớt, đẹp với bộ. Chiếc này mẫu Bình Định, dao động 15 mét vậy. Tải trọng của nó khoảng tầm 16 tấn, 16, 17 tấn vậy. Đẹp không? Đổi màu, lúc trước là sơn màu 714 hai viền đỏ, nay chuyển qua xanh lá cây, màu giống như cái đoàn ghe của sang Lật Bình Định vậy. Chiếc này cũng là cái màu cái mẫu Bình Định luôn. Chiếc này cây dáng cũng ngon, chạy với động cơ Cummins. Dàn ghe, mấy cái dàn ghe này là khoảng tầm mùng 2, mùng 6 là hạ thủy. Tầm mùng 2, mùng 6 mấy anh hạ thủy mới tới lượt ghe của mình lên ủ.
chưa có quản, chừng đó chắc anh em làm cũng xong hết trơn rồi. Tới lúc mình lên ụ thoải mái. Bên trên này nguyên một cái dàn ghe lớn luôn. Làm rai. Năm nào lên cũng có công chuyện làm, kể là chuyện kia người làm chuyện nọ. Nói lên ụ là đỡ sơn rồi xuống nha, thiệt sự. Anh em nào lên cũng làm chút đỉnh. Thấy gai mắt là làm. Nhiều khi có những chuyện là không có nằm trong cái dự định, nhưng mà lên trên ụ rồi nó phát sinh. Lại đây để quay anh em mình xem cái chiếc rút ngày á. Chiếc rút ngày vô dài 300 triệu. Đầu tư cho năm nay, bữa nay lên màu đi, nhìn đẹp không? Lên màu đúng chất của ghe lưới quay ngày luôn. Hoàn chỉnh hết. Còn sơn hè không à. Trước keo chạy sơn rồi hết. 117 lưới quay ngày của anh em ở Phú Yên luôn, làng bên cạnh. Bên này bữa nay mấy anh em trụ bao của đại lãnh triển khai sửa sang làm mới rồi. Mấy tháng nay mấy anh gửi mùa đông cá mắm nó cũng không nhiều, với lại còn chưa vô mùa cá cơm cho nên mấy anh gửi đợt đây lên làm mới gì đó, lặt giặt rồi sơn sửa xuống rồi. Đánh mấy cái bận cá cơm chuẩn bị trước Tết nè. Trước Tết có mấy cây đồng nó xinh nữa, cá cơm nó nổi lên. Thời gian đó mấy anh xuống rồi khai thác luôn. Khánh Hòa làm cũng lung tung, ai có ý đồ gì thì làm chuyện đó, đủ công chuyện hết.